Năm 2024, Lào Cai phấn đấu giảm nghèo toàn tỉnh đạt trên 4%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm từ 7,6% một năm trở lên. Giải pháp trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo. Phân công đảng viên ở chi bộ thôn, bản, tổ dân phố giúp đỡ hộ nghèo được chỉ tiêu kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững vào tiêu chí đánh giá cấp ủy chính quyền đoàn thể cuối năm. Đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình đề án hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Năm 2023, toàn tỉnh đã giảm được trên 26.000 hộ nghèo, đạt 14,94%. Tỷ lệ giảm hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo là 7,43%.